Viêm dây thanh quản mãn tính, cơn ác mộng không hồi kết. Đây là hậu quả của tình trạng viêm mà kéo dài trên 3 tuần do cảm lạnh hoặc là nhiễm khuẩn đường hô hấp. Viêm dây thanh quản mãn tính có thể dẫn đến các biến chứng như là mất tiếng, khản tiếng hoặc thậm chí là teo các niêm mạc thanh quản. Vậy nguyên nhân gây ra tình trạng viêm dây thanh quản mãn tính là gì? Thì hãy cùng Hằng liệt kê trong video dưới đây. Đầu tiên thì có thể kể đến nguyên nhân do tính chất của công việc là bệnh nhân phải thường xuyên nói rất là nhiều, nói to, nói gắng sức ở những cái môi trường như là giáo viên, hướng dẫn viên du lịch, bán hàng hoặc thậm chí ca sĩ, hay thậm chí là việc quát mắng con cũng sẽ gây ảnh hưởng đến dây thanh quản mọi người nha. Thứ hai là có thể do bệnh lý của đường hô hấp khác gây biến chứng lên viêm dây thanh quản như là viêm mũi xoang, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản gây thứ phát xưng viêm tại dây thanh. Và tiếp theo có thể là nguyên nhân bệnh nhân hít phải những cái khí độc mà làm tổn thương cái niêm mạc dây thanh như là hút thuốc lá, thuốc lào hoặc là hóa chất. Và tình trạng như là khí hậu ẩm ướt, nhiệt độ thay đổi liên tục trong ngày, hay một số những cái nghề nghiệp phải ra ngoài trời nấu ăn hay là làm thủy tinh cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà viêm thanh quản bị tổn thương và lâu dần gây ra tình trạng mãn tính. Hay các bệnh lý toàn thân khác như là bệnh gút này, bệnh gan này, béo phì, và ngoài ra là những cái hội chứng trào ngược dạ dày thực quản Ray cũng có thể là nguyên nhân gây ra viêm dây thanh. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể điều trị được viêm dây thanh quản mãn tính này? Thì các dược sĩ chúng ta cũng cần chú ý một số những cái nguyên tắc điều trị như sau để có thể cải thiện được nhanh chóng cho bệnh nhân nhé. Cái thứ nhất, bảo bệnh nhân nói đừng nói quá nhiều, đừng nói quá to trong cái thời gian điều trị. Thứ hai là điều trị tại chỗ, các phương pháp phổ biến như là gió xông khí dung thanh quản bằng một số những loại thuốc như là hydrocortisone. Ngoài ra thì có thể kết hợp sử dụng với một số các loại thuốc giảm viêm, giảm phù nề theo cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân. Thứ ba là sử dụng hợp lý các thuốc chống viêm, steroid như là prednisolone, methylprednisolone, dexamethasone và một số các loại kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin hay là macrolide cho từng loại thể trạng bệnh lý. Thứ tư là nếu có các ổ viêm như là viêm xoang, hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, viêm mũi họng và các bệnh lý toàn thân khác thì chúng ta cũng cần đồng thời điều trị cho bệnh nhân của mình. Và số 5 là hãy cải thiện giọng nói. Tùy vào mức độ tổn thương của giọng cũng như dây thanh thì các chuyên viên sẽ phối hợp cùng bệnh nhân để tìm ra các phương thức luyện giọng thích hợp hơn, vừa giúp cải thiện được giọng nói và cũng như bảo vệ dây thanh quản cho người bệnh nữa. Và cuối cùng đó là phải sử dụng đến phương pháp phẫu thuật. Chỉ tiến hành phẫu thuật trong cái trường hợp mà bệnh nhân điều trị bằng thuốc không có hiệu quả và thường chỉ định cho những tình trạng là viêm dây thanh quản bị phù, Ranke, hạt sơ dây thanh hoặc là viêm thanh quản mãn tính do các biến chứng, các bệnh lý về khối u thanh quản. Bên cạnh việc điều trị thì cái việc dùng phác đồ để phòng tránh cũng là việc vô cùng quan trọng mà chúng ta cũng cần cho bệnh nhân chú ý những điều như sau. Thứ nhất là khi bị viêm thanh quản cấp tính thì cần điều trị triệt để tránh cái tình trạng biến chứng nặng thành viêm thanh quản mãn tính. Thứ hai, điều trị triệt để những cái bệnh lý gây thứ phát ra thanh dây thanh, ví dụ như viêm mũi họng, viêm xoang, để tránh viêm tái phát lại. Và thứ ba là tránh tiếp xúc với những cái chất mà hóa chất độc hại. Sử dụng giọng nói hợp lý, nghỉ ngơi hợp lý khi mà có dấu hiệu viêm mũi họng, đợt viêm mũi cấp. Và các bạn cần khuyên khách hàng là thi thoảng đến cơ sở y tế để khám và kiểm tra xem tình trạng thanh quản như thế nào, và không nên chủ quan với những cái dấu hiệu dù là nhỏ nhất để mà có thể giảm thiểu tối đa những cái tình trạng chuyển sang mãn tính các dược sĩ nhé. Và trên đây là một số những thông tin mà Hằng đã chia sẻ về viêm dây thanh quản mãn tính. Và nếu anh chị em dược sĩ muốn hỏi thêm gì về bệnh lý này thì có thể để lại một bình luận phía dưới comment tại đây, Hằng sẽ nhanh chóng để lại phản hồi giải đáp cho anh chị em mình. Và các bạn muốn xem nhiều video hữu ích khác trong thời gian tới thì hãy bấm follow kênh và nhớ đăng ký theo dõi để gặp Hằng trong nhiều video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các dược sĩ. Bye bye!